Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel mình Kitten Mèo VN. Hôm nay mình lại quay video về bé gà Bella và mèo Min của mình. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel của mình nhé. Mình chỉ muốn giúp cho hai bạn ấy làm quen với nhau. Đây là Bella, mèo Min và gà Bella, mỗi bé thì đứng một chỗ, không bé nào chưa bé nào luôn. Đây là một con gà cũng có thể nói là trưởng thành, bé mèo Min của chúng ta đang có bầu.